Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây buổi chiều đi làm về mọi người ạ. Giờ mình cùng với Nghiệp và Khai xe vào trong vườn cây nhà mình để hái một ít măng. Ngày mai chế một món, Khai vào chế một món đặc biệt nhá, cho tiết độ cho mình ấy. Thì giờ mọi người cùng theo mình đi kiếm măng cùng với Khai và Nghiệp đó. Bởi vì ở chỗ vườn cây nhà mình ấy thì có một vụi măng nứa ăn được. Đấy, cây đổ nhỉ. Đi. Đến vườn cây nhà mình rồi nhá mọi người nhá. Khai vào trong kia rồi. Mình đi đường này. Đây, vui nữa nhà mình ngoài này. Đâu có măng đâu. Này, có măng sạt ở chỗ này mọi người ạ. Sạt nó mưa nên là nó có. Nó cũng ra nhiều phết đấy chứ nhỉ. Cái kia hai cái kia không đấy à? Ba cái gì à? Đâu? À ừ kia kia. Nhập nhìn thấy măng nhập gì à? Ăn đi, ăn đồ mà đi vào chứ đó. Nhỏ. Đây măng bụi nữa nhà mình này, trồng được 3 năm rồi người ạ. 3 4 năm rồi cái này nhỉ. Cây to phết. Làm đồ lan ép các thứ. Đó là tranh bố xem tiếng nhiều ơi. Đây hai củ kia đủ rồi quá. Hai củ kia nữa là đủ á. Ừ. Măng này non lắm. Mình nó mẹ. Ừ. Mẹ, măng nứa này loại to lắm mọi người. Tiếng Thái gọi là mày sọt. Cái này đủ ăn thế. Mày hiệt chứ, cái này mày hiệt chứ. Đây mới củ đấy Khai. Đây mới củ đằng dưới này này. Đây này, củ đằng dưới này này. Đây này. Đây củ đấy, hai củ mà. Đây này. Đây này hai củ mà. Đây một củ được không? À mới được nhiều à? Nhưng mà lấy củ này có được không bố? Nó lên cây cao rồi, củ này lên cây cao. Nhiều nó vào đấy cây này này, Khai này. Nó lên cao rồi. Thôi đừng gấy mất chứ. Nhiều lắm nhiều nha. Mấy ta gần chục củ rồi mọi người. Thôi đủ rồi, về thôi. Nghe tiếng măng gấy. Về thôi nhờ. Về cho Khai ơi. Lấy một cái nào. Măng nữa mà to quá mọi người ạ. Vừa đi kiếm về này mọi người. Nó ở chỗ đất tốt đấy. Bóc ra ngâm để à Khai? Sáng mai mới được ăn món này, phải mất 2 ngày mọi người ạ. Mình đang rất là hồi hộp, là không biết là món gì đây, chưa tiết độ một tí nào cả, chỉ thấy thì hái măng thôi.
Đấy phần ngọn non của nó ấy. Không, cứ ngâm để đi, ngày mai mới cắt được hay. Ngâm trong lọ á. Củ kia là to nhất chẳng khai nhỉ. Ngâm để ngày mai mình luộc nó chín nhanh đúng không thầy? Nó nhanh hết he hơn. Ngâm nước muối à? Tầm nước ngập là đi thôi quá. Này, mang mình ngâm từ hôm qua đến ngâm nước muối rồi mọi người ạ. Giờ khay sẽ mang ra để luộc tên. Để buổi trưa đi làm về chế một món ăn. Chế món gì đấy khay? Hôm nay tiết lộ được chưa? À, hôm nay khai sẽ chế biến măng vun cá nha mọi người nha. Hết nước à? Mang bát lên nồi để cho hàng ở nhà chắt bếp vào. Vì chỉ việc ăn thôi, cho măng nó chín. Chăn lửa nhá. Măng này mọi người này, đi làm về măng cũng chín đấy khai nhở. Xong lúc đấy đi câu được một con cá to mọi người ạ. Tí là mình sẽ sơ chế cá đó. Chín chưa? Chín hẳn rồi đúng không? Cá chín rồi. Chín quá. Con cá này để trong bao đâu nên là gần chết rồi. À, to phết. Mình sẽ lọc cá để cho mẹ của Hằng nó. Ê Phương, chị lại nó có đây. Ủa, bên đây chén nó cho 6 cành. Ồ, mượn hình này nè, chơm cá tước. Thank you.
Một nửa của chiếc này là con chả nhiều hay nhá đấy nọ. Ừ, không nhiều rồi. Có lấy thêm một ít nữa không? Lấy thêm một ít nữa đi. Thêm một ít nhá. Ừ. Này, cá mình đã lọc xong nhá mọi người nhá. Giờ công đoạn tiếp theo là phải chờ khay thôi. Rán cá à khay? Rán cá. Rán để cho nó vàng hơn. Sau đó mới nấu đi. Đây rán xong rồi, giờ khay sẽ ý là khay sẽ đựng vào là sẽ đổ nước vào, xong là ninh lên để làm nước sốt bún à. À. Cái này tí cho xả vào. Được rồi anh em. Cho phải thêm tí nước nữa các bạn. Lần đầu tiên mẹ nấu bún cá cho ăn nhỉ Hằng nhỉ? Cá tí ăn nếu mà có người khen ngon là sẽ có người bỉnh tai đấy nhỉ? Không biết có ngon hay không hả nhỉ? Mà cũng sẽ ngon đấy. Gần như món nào cũng thành công hết nhỉ? Cho hạt nêm nhé mọi người nhé. Cho một ít nước rồi. Cho thêm nước nữa à? Thêm nước. Hoa chuối mà khay thái ngâm nước măng chua đã chuẩn bị sẵn rồi mọi người này. Măng để cho ráo nước, luộc chín rồi. Này, còn mấy lọ chằm chéo à khay? Còn mấy lọ chằm chéo à? Để gửi cho mấy bạn đặt hàng ấy. Xương hết chưa? Xương hết rồi. Giờ khay sẽ thái thịt cá nha mọi người nhé. Thay vào thịt. Ôi. Sọc sọc. Vậy là cá sắp thái xong rồi khá nhỉ? Vâng. Còn miếng kia nữa thôi. Còn thái măng nữa. Đây, nồi nước dùng này. Thank you.
mang ra khay ra thái xong rồi. Và rau mùi, rau thơm ấy, rau mùi rau thơm với hành cũng thái xong rồi. Đây, hai gói ngũ vị hương. Đây còn cái này nữa này khay. Kệ nó à. Đấy, vậy là gần như làm xong rồi. Thế rồi, cá thái xong rồi. Cho ngũ vị hương nha mọi người nhá. Ướp cho nên là không ạ. Không cần đâu cái này. Không được ướp cũng được rồi. Nhúng cá, tìm bát cho mẹ nào. Không bát khác thôi. Thằng cắt bún giúp mẹ. Xong một mẻ. Chắc phải cho hai bát con này nhiều quá nhỉ. Ăn nhà đúng không? Rồi, hôm nay đã ăn phở tại nhà nha mọi người nhá. Ừ. Ai ăn hết là ngọn là rồi nhá. Mỗi người mạnh cái bát to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đủ rồi à, 7 cái. Đâu, nghiệp biết tùng được bát này nhá. Ăn hết bát này hình lọ. Số nào. Còn đấy bát to hay đấy bát kia? Bát này. Lấy bát này. Đi ngồi cùng chú nghiệp đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đây là Tùng con sáu cái. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Cái này thêm lạc nữa nhờ. Không có lạc đâu. Lầy đó. Lầy. Cái này tôi không lấy măng vào đâu, tôi không thích ăn măng. Tôi không thích ăn măng à? Út cũng thế. Ui măng ngon đấy. Măng ngon lắm đấy cái này. Không, út chỉ thích lấy măng chấm ớt thôi. Thế không cho cũng được. Không cho cũng được. Thế là hai bát à, không cho nhá. Lấy bát bẩn kéo đi. Vẫn phải có mưa ớt bông quá. Ừ, ớt ngâm về ăn đi. Ăn bún sống không được rồi. Có. Út cũng có. Rau mới khỏe đấy. Cái gì đấy? Thịt cá. Thôi. Nhiều quá rồi. Vitamin C đấy, ăn rau này. Còn nhiều mà. Vitamin C. Sống chanh đấy, không biết. Thơm quá nhờ ớt ngâm ấy. Để ớt ngâm này. Anh đi không đau gì nha. Nó chứ Tùng ăn như là lớn đấy. Nghe chúng cho không phải lớn. Nhập không cho à? Nhập không cho rau à? Nhập không thích ăn này đâu. Muốn cho thôi. Thế cho nhiều một tí đi. Ăn mới ngon đấy, cho một ít thôi, cho ít thôi. Ừ, đấy. Kín đây. Cho mà thơm thế nhỉ. Cho hai bát đi. Để càng sẽ càng nồi nước dùng. Hôm nay ăn phở tại nhà nhé, trời mưa mà. Không phải ra quán nhé. Trời mưa. Ăn phở tại nhà, không phải ra quán. Đấy, bát của Nghiệp là xuất hiện rồi Nghiệp nhờ. Anh Nghiệp thì bao giờ cũng thích cho nước mắm. Cậu Quang lúc ấy bảo cậu Quang vừa mới cho tụi ăn bún đây. Thế à? Ôi, cậu Quang cho đi ăn à? Đi ăn ở quán à? Ăn đi.
Ăn đi. Ăn thử gì đâu? Đủ nước hả? Ăn. Đủ rồi ta. Ăn thử xem. Có trốn được quán không? Có ngon không? Không, ngon hơn nhiều quán thôi. Nó nằm tính cho nó, anh ấy nói nằm khải đây này. Hơi ít nước sao cho nhiều nước tí. Thịt còn nhiều đấy. Thịt còn nhiều đấy, chưa nhúng hết đâu, tí bắt cái nồi này lên bếp này nữa. Hết rồi chưa? Ai ăn thêm lại nhúng nữa. Ngon đấy. Có ngon không? Sang ông bà thôi. Chúng ta lên video sớm chứ nhỉ. Hú, nóng quá tụi nhờ. Ngon không? Thế nào được? Sáng cục kia ăn... Có ngon không? Tụi phát biểu cảm tưởng đi. Đang ăn mà phát biểu thế nào được. Khiếp luôn. Không phải, không chần chừ gì nữa. Ăn rất đói rồi nhỉ, tụi nhờ. Rồi, ngon quá. Mấy nhớ ăn sáng hết rồi, mấy nhớ ăn sáng. Ngon không? Dùng cho nước mắm. Dùng cho nước mắm à? Cái chai nước mắm ra đi. Nước mắm kia. Nước mắm kia ở bát kìa. Cho ông kìa. Hả? Bóng ăn bổ hết chèm đi. Cho ớt ngâm ngon hơn mà. Ôi, nó thế, vậy là ngon không? Cho thêm nước xong bắt lên. Thôi mời mọi người ăn cùng nhá. Ăn cơm gia đình nhá. Ăn đấy. Rồi cho miếng cá rồi Tùng ơi. Ăn muốn tại nhà này. Nếu mà hết tí làm một bát nữa nhá Tùng nhá. Thế nào? Hằng ăn được không? Mẹ làm thế nào? Ôi còn thiếu ấy cơ mà. Kia kìa, rau sống kìa, kia hoa chuối kìa. Chuẩn bị để rồi. Tùng Tùng cái gì cũng ăn hết. Sao lại ăn này đấy? Tổng hợp thì mới ngon. Sao lại ăn này đấy? Mới bổ. Mỗi loại cây có một chất bổ đấy. Nắp năm. Ừ. Ý trên quán không ăn xóm đây. Mấy cào. Món quá, nhiều thứ quá nên là quên hết. Tôi từng đưa ớt. Mì phở đâu? À, từng lấy tư ớt à? Thái rồi đấy. Này, cho vào nhiều thịt bấm nhá. Ơi, mời mọi người ăn bún cá cùng gia đình mình nhá. Đâu mình thì phải cho đây thơm mọi người. Bún cá nóng này. Để nóng luôn. Có cho chay không? Có. Nóng hồi. Nó luôn. Thì lúc mày nói là cho thêm măng tí măng ngon rồi. Thêm sợi à chay. Từ từ bình tĩnh nha. Cháu ớt bột nhờ. Hàng sợi à. Phải dùng ớt ngâm rồi được. Cái này phải dùng thìa, có thìa nữa không? Ớt bột thẳng bây giờ ớt bột đi này. Đây, mời mọi người nhá. Ngon quá mọi người thì... Không ngờ khay cũng biết nấu đấy, thế mà không nấu cho mọi người ăn. Cứ phải ra quán làm cái gì nhỉ? Được rồi khai ạ. Mời mọi người ăn xong một gia đình mình nhá. Bún nhá. Hôm nay chị ăn bún rồi mọi người ạ. Cho nó mọc trong bụng đấy. Đấy. Ăn nấu xong nó hạt chanh mà nó mọc bụng lên. Uống nước mới mọc thôi. Nếu mà không uống nước nó khô thế là nó chết đi không bằng nữa đâu. Nó mọc cho ra cho nó khô. Cao đi nó chết đi. Nó thiếu một ít bột canh hơi nhạt chút sao ấy. Cho ít bột canh thêm nữa. Lúc nào mà vừa.
Nước mắm nào ngon rồi ạ. Ngon nước mắm ra ấy đi. Nước mắm đậu ấy. Nước mắm ra. Đây đây đây. Ra bát đi. Bún này ăn quá. Thế nó nhì rồi. Đây này. Đấy sao vào. Nếu ăn cùng mày đi út. Đây nước mắm này, ai đấy thì đấy nè. Thì thử bằng. Nước mắm mơn bằng đít mà tắt. Ừ. Ừ. Nó thì tầm, nó thì đẹp. Mình này nha. Vào ăn ra nữa. Một đất bột, một tù lòng. Chất lượng đấy. Khả năng bát 30 nghìn một quán bằng cái này đâu. Tùng chưa? Tùng ấy rồi anh ạ. Cái này chắc phải 200 nghìn mấy người. 40 nghìn đấy. Bát phở đèn. Không phải 40 nghìn, 400 nghìn. Phở gì ra mà đắt thế. Hả? Đấy. Út đây thìa xung lấy đi, không có thìa. Ui, em của anh. Ngon rồi Tùng nhỉ? Tùng ăn được không? Tí làm nửa bát nữa nhá. Còn nhiều mà. Bát cuốn mà mức khoảng 2 đơn thôi. Đây này đấy cá nữa không? Cá còn nhiều lắm. Cháu hạt chuối và ăn cùng bún này ngon mà. Mình quên không đấy một ít giá đỗ nữa. Ôi bột à? Cho ra nhiều tí. Phải phải phết, phải cay, phải phết một tí mới ngon. Cùng phải ăn hai bát nhá. Một bát thôi. Một bát múc hai lần nhá. Khi nào thèm phở vào mẹ nấu cho thôi chứ không ra quán nữa đâu. Dạ. Yeah. Ngon lắm. Được. Từ 4 đến giờ mình không ngờ khay nấu cũng rất là ngon mọi người ạ. Cũng có một quán nhỉ. Này nhìn cũng hấp dẫn phết này mọi người này. Có là ngon. Bố. Hả? Cái bố chấm điểm cho mẹ mấy điểm? Nước sạch cái này. 9 điểm. Măng sạch đấy. Có cao quá không? Măng cổng đấy. Điểm mới cao. Cái kia còn cao lắm. Thế à? 1000 điểm. Thang điểm của Tùng cao thế nhờ. Tùng biết đi. 1 triệu điểm. 1 triệu. Nếu mà phở này ngon thôi là nhiều ngon này, chắc là phải 1 triệu đấy. Buổi quán cho làm phở đi ạ. Cái này là cá bún măng cá cái này rồi. Không ngờ là rất là ngon. Đấy. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Chào nhá. Chào đi Tùng. Không ngờ lại ngon nhỉ hàng nhờ. Ăn cho nó bột thì nhá, con đừng con nhá. Mẹ làm con nghĩ là gần như món nào cũng thành công, món này rất là ok.